Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Fitchy Shop. Mình xin giới thiệu thêm cho anh em một mẫu tai nghe True Wireless đã và đang tạo được sự quan tâm cho rất nhiều anh em thích chơi tai nghe không dây. Và đây chính là sản phẩm Bamuslide Plus đến từ hãng Bestmade. Giờ anh em cùng mình tìm hiểu sản phẩm này nhé. Bên trong chiếc hộp này chúng ta sẽ có những thứ như sau. Đầu tiên là đốc sạc và tai nghe. Mình sẽ để sang một bên. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc hộp đựng phụ kiện. Bên trong sẽ gồm có một sợi cáp sạc tai chi và 5 cặp e-tip. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một túi đựng đốc sạc. Quay trở lại với chiếc tai nghe Bamuslide Plus này thì mình xin phép nhận xét như sau. Nói về thiết kế thì đốc sạc được làm theo dạng vuông và được bo tròn ở các góc cạnh. Nhìn chung mình thấy nó khá to và nặng, sẽ khó khăn cho anh em khi muốn đút vào túi áo hay túi quần. Trên phần nắp sẽ có điểm nhấn là một lớp lưới được làm theo dạng tổ ong, và chính giữa sẽ là logo Bamu. Dưới phần logo này sẽ có 4 bấm led hiển thị phần pin. Và kiểu mở của chiếc đốc này được mở theo dạng trượt lên, đúng như cái tên slide của nó. Còn về phần củ tai thì kiểu thiết kế này khá là cơ bản. Hai thanh dài này sẽ tích hợp đèn led tín hiệu và nó cũng đảm nhiệm vị trí cảm ứng cho anh em thao tác. Phía trên sẽ có một lớp cao su bọc phần housing, và các phần housing này được vác cong để khi anh em đeo vào nó sẽ dễ khớp với vành tai của chúng ta. Phần ống tai được thiết kế theo kiểu oval. Kiểu oval này là mình nhớ đến tai nghe T5 True Wireless có mức giá hơn 4 triệu đồng. Điểm lợi của kiểu ống tai này sẽ giúp anh em nhét vào được sâu hơn trong tai và đeo lâu cũng tương đối thoải mái. Dưới chân của tai này sẽ là mirror đàm thoại, cả hai bên đều được tích hợp mirror. Về cấu hình, Bamuslide Plus được trang bị con chip Bluetooth WC3020 của Qualcomm, nên chắc chắn nó sẽ có công nghệ Bluetooth 5.0, kèm theo đó là chuẩn codec AVTX giúp cho việc kết nối và nghe nhạc ở mức độ tốt hơn. Mỗi bên tai nghe đều có thể chơi nhạc liên tục được 10 tiếng, có thể sử dụng đơn lẻ một bên tai nghe, kèm theo mirror đàm thoại độc lập giúp cho việc nghe gọi cũng tiện lợi hơn. Không hề có nút nhấn trên housing vì Bamuslide Plus cũng có khả năng thao tác bằng cảm ứng và với chuẩn chống nước IPX6, giúp anh em yên tâm hơn khi sử dụng ngoài trời hay hoạt động thể thao. Và đốc sạc Bamuslide Plus có dung lượng lên đến 2000 mAh, có thể sạc thêm 60 tiếng cho chiếc tai nghe này. Ngoài ra nó còn có cái tính năng sạc không dây cho smartphone khi anh em để đốc sạc nằm ngửa và đặt điện thoại lên phần dưới này. Về chất âm, có thể nói đây là một chiếc tai nghe tập trung nhiều nhất ở dải trầm. Năng lượng tương đối dồi dào, đánh cực kỳ tròn và lực rất căng, đáp ứng chính xác từng nốt trầm của bài hát. Nhưng có lẽ do được boost quá nhiều ở dải bass nên nó làm tối đi phần trung âm, kể cả dải âm cao. Mid có phần lùi về sâu, nhưng bù lại nó có một màu âm tương đối ấm áp và ngọt ngào, dễ nghe và có chi tiết vừa đủ. Dải treble tái tạo theo chiều hướng vừa tới, càng lên cao càng bị gọt mỏng lại, không quá sáng cũng như không có hiện tượng chói tai. Nói về chất âm thì mình nghĩ anh em nên sử dụng Bamuslide Plus để thưởng thức các thể loại EDM hoặc là nhạc điện tử, nhạc mạnh về bass, chắc chắn nó sẽ thỏa mãn được nhu cầu bass hit của anh em. Trong phân khúc này thì chắc chắn anh em sẽ còn nhiều sự lựa chọn,
hy vọng bài đánh giá nhanh này sẽ giúp cho anh em có thể tìm được cho mình chiếc tai nghe phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.